Trong tháng 5 này, nhà phân phối Thaco vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi giá cho mẫu xe Mazda 6. Theo bảng giá công bố trước đó, Mazda 6 có giá 772 triệu cho bản Premium, 819 triệu cho bản Premium và 909 triệu cho bản Signature Premium. Với giá bán kể trên, Mazda 6 đã trở thành mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan hạng D ở Việt Nam. Tuy nhiên, tại đại lý, mẫu xe này hiện còn được giảm giá sâu hơn nữa. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang báo giá chỉ 747 triệu cho Mazda 6 bản tiêu chuẩn Premium, tức giảm đến 97 triệu so với mức nghiêm yết 844 triệu. Ngoài ra, đại lý này còn khuyến mại thêm quà tặng cho khách hàng mua xe như bộ phụ kiện chính hãng trị giá lên đến 30 triệu hay phim dán cách nhiệt. Với giá bán 747 triệu, Mazda 6 bản tiêu chuẩn chỉ bằng một nửa so với Toyota Camry, bản cao cấp nhất là HV giá 1 tỷ 495 triệu. Thậm chí, Mazda 6 bản tiêu chuẩn còn rẻ hơn bản cao cấp của một số mẫu xe đen hạng C như Toyota Corolla Antis, giá 765 đến 860 triệu hay Honda Civic, giá 770 đến 870 triệu. Tuy có giá thấp nhất phân khúc, thiết kế thời trang, trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn chủ động đầy đủ, nhưng Mazda 6 dường như không hợp gu của người Việt nên mẫu xe này bán không quá chạy. Trong tháng 4 vừa qua, Mazda 6 chỉ sở hữu doanh số 101 xe, giảm 4 xe so với tháng liền trước. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 308 chiếc Mazda 6 đến tay khách hàng Việt Nam, chỉ bằng 1 phần ba so với đối thủ Toyota Camry bán 1009 xe. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế đô quen thuộc của hãng, Mazda 6 sở hữu những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED với tính năng tự động bật tắt và tự động cân bằng góc chiếu, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, vành 17 đến 19 in, cửa sổ trời, gương chiếu hậu gập điện trên chỉnh điện, gạt mưa tự động, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí. Vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, phanh tay điện tử, màn hình giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 đến 11 loa. Nằm bên dưới nắp capo là hai tùy chọn động cơ xăng Skyactiv-G đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong đó, động cơ 2 lít cho công suất tối đa 154 mã lực và mô men xoắn cực đại 200 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ 2.5 lít là 188 mã lực và 252 Nm. Xe...